dịch, thiên tai, rồi giờ mình nói chiến tranh. Có ai ngờ á, nghe lại hôm nay tấn công đánh ở bên Ukraine, mà đánh bữa giờ á, là gần 4 tháng mấy, mà cái nước nhỏ xíu đã 24 tiếng mà đánh không thắng, cứ ghê là thua. Đó là chuyện rất là buồn cười và lạ. Những cái nước đen hiếp người ta rồi cuối cùng đánh thua thì nói người ta ăn hiếp mình, thì nói ngược nói ngạo, cũng giống Trung Quốc cũng vậy. Những cái nước tư bản mà người ta anh hùng á, người ta không có kiểu mà nói ngược ngạo, trắng thành đen, đen thành trắng như trò chơi nít vậy. Anh tập mình ở bển, chú Thọn bển cứ hù dọa như là cọp giấy. Mỹ nó lên đài nó kêu là cọp giấy không à, paper tire, hù dọa. Sáng giờ bắn miết như qua tiễn rồi, nhưng mà chưa dám bắn vô là anh Thổ bắn vô một cái là xong luôn. Ở Mỹ giờ 4 chiếc đại thất hạm đội đang dàn trận ở bển á, Úc, Nhật đồ cũng đang chuẩn bị. Không biết ở Việt Nam mình mấy tàu hải quân có đổ xăng chưa ta, mấy chiếc tàu ngầm đó có xăng không, rồi quân đội của mình có chuẩn bị gì chưa không biết, hay là vẫn chơi lo chuyện phân xử đốt củi đốt lò đi chết tới nơi. Có đó, ảnh hưởng vô Việt Nam á, đừng có dưỡng dưng. Nó không bắn gì, nó giả bộ bắn lạc vô cái chiếc máy bay Vietnam Airlines hay là Vietjet về bay đó, nó cố tình nó bắn rồi nó tôi bắn lạc đạn thì cũng đã gây chiến với mình rồi. Mình nói thí dụ bây giờ Biển Đông nó đang đánh gì mình đâu có về Việt Nam, hay là Mỹ về những nước khác vô Việt Nam đâu có bay ngang nó được, bay vòng. Nhưng mà Trung Cộng nó mưu mô lắm, chú tập rất là xảo kế đa mưu, bắn nhiều lúc về chấm lạc đạn. Ô, tao tưởng đâu máy bay của địch, ai giờ đâu máy bay của thằng em mình, thằng em ghẻ. Nhìn thấy cái thời cuộc ngày hôm nay chiến tranh thì rất là buồn, cũng phải khấn xin, nhưng mà mình không có chiến tranh á, cái mục nhọt nó không có bể không có xì rồi. Chuyện nói bữa giờ trúng 80-90%, có một số dư luận viên á thì nó không tin, nó chỉ chụp vô một cái clip, nó không coi từ đầu. Giờ ông Trump cũng như quay lại Đài Loan tuyên bố độc, sắp sửa tuyên bố độc lập, thì bà Nancy á, bà bữa nay bà cũng làm chút xíu việc anh hùng, cho nên mình không kêu bà mặt khỉ nữa nha, kêu bà Nancy có tên cho lịch sử. Chắc là giờ chót rồi bà cải tà quy chánh hay gì không biết. Chúng hết, chỉ kiệt chỉ còn thiếu quý vị là Đức Thầy xuất hiện nha. Ngoài ra là coi như là mọi thứ là đều trúng rồi đó. Sư phụ mà xuất hiện nữa là thế giới sẽ bình an.